Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chiều nay thì mấy anh em mình đi thả tay lưới cá mè dinh thôi bạn ơi. Nhất sẩm nhì hừng. Giờ này thì cũng tầm 4 giờ rưỡi rồi. Mặt trời bắt đầu nó xuống thấp rồi đó. Hướng đó là hướng trên thành phố Sa Đéc đó. Bữa nay thì mấy anh em mình bỏ từ bên lạch cồn luôn. Bỏ cái lạch bên cồn An Hiệp. Tại tay lưới cá mè dinh này thì chỉ có 240 mét à. Còn cái sông Tiền này thì nó rộng tới 1.000 mấy trăm mét lận. Kiểu mình... bỏ một bên. Hôm nay mấy anh em mình đón là nè, cá đi phía bên lạch cồn Bình Thạnh nè. Gì vậy? Tự nhiên dính nước kỳ cục vậy. Bên kia cái cẩu nó đang cặp cá quá trời luôn. Thấy vậy chứ cặp hoài là ngừng đâu khoảng 2 tháng là bắt đầu nó dung lại như cũ. Bởi vậy ở đây là bên bồi nè. Còn phía bên cồn An Hiệp mấy anh em mình bên đó đó là bên lỡ bên bồi. Thả cái mì dinh này thì nói gì nói chứ ít khi nào bị bể đâu. Ít ra cũng được bún riêu rồi hủ tiếu rồi đó. Chứ ít khi nào có chuyện không có con cá nào. Còn mà mấy anh em mình giăng lưới neo hay là lưới cá sát á thì tỷ lệ mà lâu lâu á không có cá cũng là chuyện bình thường à. Còn cá mì dinh này thường tại lắm tại cũng kiếm được 1,5 kg vậy đó. Kiếm tiền ăn sáng đâu được. Quần phào lía lịa. Anh em mới bộ lưới xong nè. Dần phào hơi trắng giờ hết trơn ha. Giờ ngồi đợi đâu tầm nửa tiếng 45 phút gì đó. Đi ông Tám nè, ông Văn Cầu mới về nè. Hả? 240 mét. Ông đi bổ câu mới về hả? Mình qua bổ bữa nay bổ nó hả trời? Ừ chứ liệu ốc bùi vàng hả? Mấy giờ không biết không? 2:30 đi cho 3 giờ. 3 giờ tới đây hả? Vậy gì 3 giờ ông ở đây? Dạ. Ông Tám mới về chở mà tối ông mới xuống. 2:30 đêm. Mới bữa câu xong. Mở bùi vàng thì mình ngâm tới 8 tiếng lận. Còn thường nếu mà dân ngoài tép á thì khoảng 2 tiếng là ổng cuốn à, là ổng văn ổng lên nhà sư mẫu uống trà cho nó ổng đợi rồi ổng thăm luôn. Còn người mà ốc bùi vàng tới 8 tiếng lần, bởi vì chạy về nhà ăn cơm đồ này nọ xong bắt đầu gần sáng xuống. Bữa nay không biết sao đây. nói cũng tự tin lắm mọi người, thả lưới cái mà dinh thả buổi chiều này lúc nào cũng đầy tự tin hả. Ừ, vô chỗ nhậu đi trời. Đông trường đâu để ra để giống á tao cứu luôn thôi về đã mổ có phòng mà giờ chỉ là ngồi chờ thời thôi đó. Nhìn phao đi đẹp quá, tùng lưới đi đẹp thiệt. Rồi hẹn các bạn chút xíu nữa nha. Dạ hai anh em mình ngồi đây ngắm cảnh sông Tiền đồ chơi. ngắm mấy nhiêu năm trời rồi vẫn còn ngắm. Ngồi mong là gỡ cá mỗi tay. Ôi ơi cái đồ quỷ ơi, thứ gì chịu nổi không.
tàu qua bên kia cuốn ngược về bạn. Sợ họ nước nó đưa lên chính chiếc sáng gì đó hơi căng à. Nhìn cái viền phao quá đẹp luôn. Bữa nay cái tùng lưới đi thấy ngon lành lắm, không biết sao đây, cá mắm gì không. Ở xa xa dưới kia bạn thấy hai cục điện không? Hơi xa, John cũng hơi khó thấy. Hai cục điện đó, điện dạng Bắc Nam á, cái gần cái cầu Mỹ Thuận á. Hai cái trụ đó nếu mà nhìn xa không để ý cứ tưởng là hai trụ giữa của cầu Mỹ Thuận á, chứ thật sự không phải. Hai trụ rõ. Nãy giờ nhìn ta lướt nó lết lết còn ngon lành lắm. Bữa nay thì cứu hơi sớm chút xíu, tại sợ chuyển mưa. Ở đó mà hơi đen kìa. Bởi sợ ngồi bị dính mưa quá. Gặp cái xuồng của cái xuồng nó nhỏ nè, nó nổi dông lên là tới công chuyện luôn á. Làm sớm đi. Cứu sớm đi cho chắc. Dính lên cái ở ngoài này chấm à. Ở đây nó nhanh lắm bạn ơi, nó không phải giống như trong đất liền đâu. Bạn thấy trong tích tắc là nó nổi gió lên nhanh dữ dằn lắm kìa. Mà chở tay không kịp. Có nhiều lúc mà còn bất ngờ lắm. Trời đang yên tĩnh thì tự nhiên đâu nó hù lên đó. Năm ký thôi. 5 ký thôi phải không? Ừ, tuyên bố 5 ký thôi. 125 ngàn được rồi. Ừ, đủ tiền ăn sáng rồi là được rồi. Đường bột ngọt nữa. Hôm được có 100 ngàn. Đậu lên hàng nè. Chắc cứu rồi đó. 5 ký chắc cứu. Lần trước anh em mình thả như cũng được 4 ký rưỡi. Nếu là lùm cá liền đúng không? Có không? Ủa mẹ dính luôn bạn ơi, đúng củ cái sủ phán như thằng. Ồ khả quan rồi, khả quan rồi. Bữa nay chắc động lè động lét quá. Mở đục luôn. Ủa nhìn cái nhìn kìa, u nụ nặng. Đã thì trời. Này vô rồi, lúc kén rồi. Vô. Mới kéo lên lụm gạo luôn vậy, chưa lên phen luôn á. Đó, giờ là mới gọi là lên phen đầu nè. Cá mì dinh dính nhiều á thì nó nặng ký hơn. Tại thường là kích cỡ cá mì dinh nó bự hơn cá rảnh. Gọi là solo nha, là cá mì dinh nó thường là nó điều cá nó bự hơn cá rảnh. Bởi vì mình căng nặng ký. Ở đây có cái là mì dinh mì rảnh thì cũng cùng giá 20-25 ngàn ký. Cái này là 25 phải không? Cái nào lên 30 không? Chúng có đâu. Chúng có đó. Mà ba không có trả 30. 25 à. Rồi bà coi xem clip này mà lên 30 đi bà ba ơi. Ăn đậu bán trâu gì vậy? Dễ gì? Dễ gì? Nói ngồi hốt mè trắng mười mấy ký là tiền trăm cái gì mấy trăm liền. Ở đây còn con nữa nè, thấy tim lên nữa kìa. Có tim là có nó đó. Có tim là có đó. Quên cắt móng tay. Dánh. Bởi vậy nó rồi, ở đây mấy anh em mình thả lưới mà dinh ít thế nào phản rồi vậy. Rồi nữa không biết ngay còn nữa không? Thấy tim lên mà. Mà còn tim nữa ông nội ơi. Còn nữa. Kìa. Tim nó bửng bửng luôn kìa. Wow. Ngon lành. Chúng ơi. Chúng rồi, chúng mánh rồi bà con ơi. Còn á. Còn nữa không? Ủa con lọt lưới luôn. Rảnh. Bữa nay khả quan quá bạn ơi. Ê mày dít. Gì quá. Trời ơi trời, trong đục phóng ra ba ơi. Mấy thứ dinh nó phóng bà có phóng. Thấy còn tim mà. Kìa không? Trời chạy đâu đó. Dảnh nữa. Trời 5 ký là dư. Rồi bữa nay 5 ký dư sức qua cầu rồi. Cá dính kiểu này thôi. Mới con ống phải điên địa. Dính mặt lưới không trời. Quá rồi bạn ơi. Kìa, trời ơi trời. Còn nữa không? Làm biết coi. Còn nữa không? Hết rồi. Đó con nó kìa. Thôi không sao làm. Đây. Rồi, bắt. Không, một chồng nữa kìa.
Trời ơi, thời tới cản nổi rồi bạn ơi. Toàn là dánh gặt ghi không. Hôm nay cũng có sủ gỡ cá cuốn ngón tay rồi. Được được. Ngon lành. Đó. Ủa sao cái con đó nãy không thấy ông nội? Hồi qua. Bạn thấy mê không? Này phát lực 10 ký ha. Từ lúc mà sắm tay lớn này tới giờ là chưa giờ tới 10 ký á. Rồi khoảng hơn nữa năm nay rồi. Đó, trời ơi mè, vinh kìa. Dảnh. Mày dảnh hả? Anh thằng ơi, mày dảnh mà tưởng nó mày vinh không bạn ơi, nó bự kìa. Mập hù lô. Đã thôi trời. Mấy tháng này cá mập ghê. Đủ mồi. Hỏi sao không mê. Nhìn cá dảnh xứng đáng. Còn nữa, nữa. Dễ gì hết nổi. Bữa nay nắm tình hình nghi lắm mà chú. Mình là dạng là cuốn hơi sớm nước á. Nếu còn hơi đưa xuống chứ bạn thấy không. Ngồi nó đứng nó phát nhẹ lên chút nữa kìa, lúc đó cuốn còn dữ nữa. Tại do xuồng của sủ, sủ nó hơi nhỏ quá, nó hơi nguy hiểm. Sợ chết thôi. Sợ chết thôi, chết ăn sợ ông nậu. Lên hàng nữa nè. Bữa nay thời tới cạn không nổi, lặn quảng hốt mày trắng luôn cho coi. Rồi năm rồi á, mấy anh em mình không có con nào chứ, mày trắng. Chính con nào nó cái chục mấy ký rồi đã lắm. Vì trắng trắng kìa. Đó. Nè đây còn nữa nè. Tim. Còn con dưới đó nó xiền. Tình hình gì là quá khả quan. Mai à. Lứ về Vinh Lư. Mai bố Vinh Lư hết rồi. Còn bà đám rồi, nó tim không? Hai con nó gì trời. Ồ nội ơi, chuyện gì đang xảy ra? Phá cái lục nào giờ luôn nè. Do mày Vinh ở đây á, giá nó hơi bèo quá bởi vì cũng ít người thả. Chứ cái giá nó cũng tương đối giống như mấy chỗ khác, chắc ở đây ngư dân này họ thả cái Vinh nhiều. Dạng không được nước dân mấy loại lưới khác họ mới thả cái mày Vinh. Cái mày Vinh này các bạn nghĩ đi, có 25 ngàn ký thì cũng đâu nhiêu tiền. Trong khi nguyên một đục cá mà đầy bích này chưa bằng con cá sủ. Đó, dưới mình lên. Dưới con nữa kìa. Quá trời cá rồi. Vô. Kìa nó bình lên kìa. Trời ơi má ơi kìa. Thiệt chứ. Ồ, có dảnh trà bá luôn kìa. Thứ gì chịu nổi trận này. Quá trời trận này rồi. Nhìn đục hàm chứ. Nữa nè. Nãy giờ là tỷ lệ nghiêng về cái này rảnh đó, nhiều hơn. Này cái lỗ lưới trước hốt cái phao đầu lưới neo của tèo Bảo Phát. Đó đó, đó đó. Nó đó, nó đó. Hơn nửa năm về trước. Kia đại ca cam đó. Anh rể của Mr. Đen đó. Ừ, giờ không chịu chạy về bên cầu Bình Thạnh tắp vô đây tám nữa kìa. Quen. Giá chơi. Nó dảnh luôn. Quá trời cá rồi đại ca cam ơi. Ủa nó dính nè. Quá trời dính luôn rồi. Dảnh mì dinh. Mà cái dảnh thì nhiều. Bữa nay cũng có sủ gỡ cá mổ tay luôn rồi. Đó. Mê chưa? Quá trời luôn. Bơi bên đây nè dễ coi hả. Cam mê cá không đi dần lưới trời. Tối ngày ông bận nuôi cá. Hả? Một màn ở đây ít hay thả ba màn. Đó, bà tóp luôn. Cái là cái gì? Tóp. Tóp. Xương không à? Nó là chiên giòn. Cá này anh chiên giòn trộn với sò xanh nó gỏi. Nhức gần. Xé luôn. Nó gần ngược không à? Còn hôm nào trời ơi trời 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 cái xác cái vậy xin kỳ má ơi chuồng cũ cần gì kìm toàn là găng không à.
cái ngáy, nấu lẩu mắm hết bài. Có hầm là đó. Cá là bự chưa? Trời ơi, mẹ ơi, nó mày bệnh liền liền luôn. Hầm mấy? Hầm tôi ra nhà, cá nhà ra mày nhà rồi. Tính họ mua cho người ta chừng khoảng 7 tấn. Kìa, trời ơi, cái rảnh biết nấu luôn kìa. Quá trời cái rảnh. Lấy mới rồi vậy chứ sao á. Nhóc. Thôi chơi với cá này. Ờ, mấy cái mương đó mỗi lần mạnh thu hoạch cá đường hồng kéo tát biết nhiều cá gô cá đường hồng cái này cái nọ. Cái mương của cũ sủ ngoại thấy cái gô quá trời luôn á. Cái mương cá đường hồng nuôi á. Rồi lũ nước nhiều rồi nó lóc vô nó vô bờ vô mương nó quá trời. Ừ, bà tóp luôn. Hả? Ờ nó phình dưới kìa. Dữ dằn chứ. Ủa luộc hai ba con luôn. Rồi bữa lại luôn hai vậy. Giác một rồi. Làm cái này bữa nay là phấn đấu chục ký phá cái lực đó anh Cao. Chồng mấy ký không để quằng đai không? Có chứ. Cái ông mà lưới cá thì cá dằn lưới cá tắc hay là lầu kiếm cá lớn như nè. Mẹ trời ơi nó dính gỡ liền tay luôn bạn ơi. Vậy hỏi sao không mê đó cá chiều nãy đi cạn dính ở trên sơn. Nãy giờ thấy đa số cá rảnh là nhiều à. Mày dính hay ít? Dính nó chịu mà hết. Dính làm vô bờ hết. Quay gì chá nắng không? Hả? Có. Mày đôi khi nhìn cái chá nắng này coi nó cũng đẹp lắm, kiểu như nó hơi hơi tối tối huyền huyền ảo ảo á. Cảnh mặt trời quá đẹp luôn, xuống rồi nó gực. Đổ phình lên luôn. Cá nhỏ là nhỏ. Cá bự là lớn, cá lớn là lớn, cá nhỏ là nhỏ. Càng bự càng la lớn. Thôi hở mà gán ở lại cái hầm anh nhả chừng năm nữa ha. Trời ơi. Năm nữa. Cá mày đuối cho mình một. Đấy hôm nay lấy lợi. Còn vậy kìa. Dảnh nữa. Hai con cỡ cặp luôn. Thấy không? Tí giờ đi ba sải mà còn dính tuốt trên nè. Đi thằng nổi hơi nhiều. Cái này đi chìm sải không? Chìm sải thì sải lan hốt. Sải qua này nhiễm thấy bà sải lan chạy quá trời. Sải lan chung vô thì làm hai. Đẹp che đóng rồi sao dính vậy? Đóng rồi sao không bắt. Ba sải là tầm không mấy tại. 4 mét mấy, 5 mét. Trên. Dính tận trên vườn phao. Thâu dây còn dính nút cho nó. Này một sải dính kẹo luôn chừng. Đó trời ơi, gì vậy vậy? Trời ơi mày, ô hai con luôn kìa. Trời ơi nó dính bạn ơi. Cặp hơn. Cạn nè, mày quấn dây qua lên nè. Dính một cặp luôn. Rồi dính to. Nè dính. Nó huyền huyền ảo ảo do hơi cháo mặt trời. Còn con nữa nè. Quất lận cặp. Cái chỗ này khâu phao nó là dính còn dữ nữa.
mạnh quá, hay lên mạnh quá. Nghỉ. Có hai bữa nữa vậy. Đó. Đó. Ồ, hai con luôn kìa. Con mày Vinh với con Tóp. Mấy Tóp nó gom gom lại cũng tiền không. Này ăn nhậu giống kìa. Giờ ăn nhậu khỏe. Quay ra bè đi mấy hả? Hai cái nữa. Hai cái đó là của con của người khác. Bà đang mua sách về làm hai cái nữa. Hai cái đó không phải của con đó. Không. Trời nữa kìa. Hai cái đó của thằng kia. Ồ, ở đây con nữa nè. Dính có dày luôn. Em ơi, em ơi. Chảnh đá rồi. Xong đó qua đây làm nữa. Làm đây đây, để ngồi cũ sủ sự đẹp mày. Ờ. 7 triệu. Em mau. Nhắc mới chắc. Cái nó dèo hả? Dèo. Lấy hả? Ờ, 500. Dữ. Tại má nuôi số lượng nhiều mà. Má có vốn mạnh. 3-4 dèo hả? Ừ. Má bữa đó xích 3 dèo. Mà dèo bá như dèo lớn mà phải không? Mới bùng nè. Mới bùng khúc trước nó dày quá, bây giờ nó nổi bùng nè. Nó hàng thì một cái chứ. Dẹt quá cá chết. Bùng ra em à. Bung ra màu lớn quá. Đặc quá đặc. Đặc quá đâu có ăn được muốn gì đâu, lo lội thôi. Trong hầm cũng vậy đó mày. Trời ơi bạn ơi, nãy giờ mới chút xíu thôi mà có cái đục rồi nè. Cá ngự dân nó sệt luôn. Vậy cũng lâu lớn. Quá trời cá luôn. Hầm cá nghèo vậy. Chưa. Đục dài lắm, không có nữa. Hai tấn mấy à. Đủ. Đã thiệt, đã thiệt. Bệnh hoài rồi bỏ đói hoài bữa nay. Nay có gì cho ăn đâu. Ăn nhiều. Ăn ga mẹ đó. Ăn nhiều quá nó chết. Ăn nhiều quá nó chết. Cho ăn cầm hơ cho sóc. Thì ngon. Kìa nữa kìa. Dưng con nữa kìa. Nãy giờ để dính thường là dính hai con. Dính cái mỏ dài quá trời. Tóp. Nào vậy anh Cam ăn cá tóp đó chưa? Trời ơi, ông thử ông chiên đi, ông trộn với gỏi xoài xanh đi, thấy cảnh nó ngon dữ lắm. Nó xương không nha, nhưng mà chưa mình chiên mà ăn luôn xương đó. Rồi gụm mà. Chiên giòn cái đó ngoài sông này mới biết chứ con cá này chứ đó giờ dữ lắm, giờ dữ lắm ơi. Giờ mình đậu cái lưới này có bữa chúng nó he dằn nó bữa he mấy kilo. Dữ vậy bán có tiền không? Hay con. Nghe nó đâu khoảng 100k ký đó, 100.000 luôn á. Dữ vậy hả? Ừ. Cá xương không mà cũng mắc cái không? Cá này chỉ ăn chiên giòn. Ăn chiên giòn đó. Đó ồ cặp luôn kìa. Đó ông à, ông làm nó mì kho mà ông nó ăn được, thằng nào ai ăn được chứ. Thì với nóng trà chưa. Có người ăn được không xong mà chiên. Mày đem gì vô chiên này. Để cá hoài có lưới hoài, lưới hoài đã. Nãy giờ chưa hết nửa cây nữa đó. Tới giờ mới vào phải không? Đó tới rồi đó, nửa đời hưng phấn rồi đó, nửa tay lưới rồi đó. Trời ơi nãy giờ má ơi cá. Rồi tiếp tới nửa đời hưng phấn nữa nè. Đúng rồi, cái lúc để nhiều lúc cá nó đi theo lạch, cái lúc đi lạch này lúc kia nhiều nhiều hên xui lắm. Ủa con hai con luôn kìa. Tính ra nãy giờ kéo tay lưới nhìn thấy cái cá này nó đi đều á, dính đều gan luôn. Có bữa bên kia dính mì dinh không? Mì dinh chứ không ngon mà cái dánh á. Mà cá mì dinh căng cái trả 25.000 căng dính nhiều ngon hơn. Nó lại hơn. Cá dinh ngon hả? Không có nặng ký hơn. Nặng ký hơn. Cái dinh nặng ký cái dánh sao thấy vậy chứ nó nhẹ te à. Rồi lọt đó không đi rồi. Ừ, mới thấy con đâu rồi. Lọt lưới gì rồi. Nhỏ quá lọt luôn rồi.
Này cước 12 phải không ta? Cước 12. Mà cứ bên này thấy hải và thấy nó hơi đi là trâu rượu má ơi, cái sơ biết nấu luôn trời. Mặn ngồi cái sơ vậy mới ngon đó bạn ơi. Hết hồn cái sơn chứ. Sơn vậy là bự lắm. Con này ghé lứ. Bởi vì cũng có một vài bạn nói rồi sao ở đây dân dính cái sơn bự dữ rồi sao mấy cái chỗ kia sao cái sơn nhỏ 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 mà. Cái sơn nó 100k 1 ký đó. 100.000. Thịt nó ngon không? Điều cái gai không mà gỡ cái lỗ lưới tốn lưới với nó quá. Kim ký vậy mà. Mỗi lần gỡ nó là nguyên lỗ lưới. Cao hú à? Chục ký. Đó. Bên cồn á, cồn rất nhiều không? Cồn rất nhiều. Bên cồn em thâu phao quá, sợ. Sao lại ăn chạy? Cạn quá, sợ ông mấy ông cầu lan cát. Không quất cái là rét mà. Hết người ta. Sợ vậy đó chứ độc. Mà nếu mà mình thả phao xuống quá thì không dính. Nãy giờ bạn ấy đi cá đi giường phao nhiều không? Tâm giường phao. Đi dây cạn thì dính nhiều, còn đi sâu sâu không có. Lưới này dạo được mấy mét. Dạo đó thì như là đó một mét, 10 mét. Là lưới hả? Ừ. Dữ vậy hả? Cái nhỏ xíu vậy mà 10 mét. Tại hai cây mà hai cây đâu lợi mà. 75 mặt, mà dây 100 gữ. 7 phân. Trời anh thấy tao biết nèo của anh em cũng vậy vậy. Trời biết nó dài dạo biết kinh khủng lắm. Thấy cái tên thấy không? Thấy cái nguyên cái tấm lưới có chút xíu xíu vậy đó. Cái 10 mét đó cho bỏ. Theo này dính cái hay gỡ thành nổi luôn. Ờ đang con nữa kìa. Đó mà vinh xứng đáng chứ. Nó bầy bự nè, bầy bán nè, cân nặng ký. Chục con vậy. Vô. Mấy rồi. Quá wow, trời. Xe bạn vô hầm tao chăng? Hả? Không có vô hầm văng không? Có, em vô hầm anh văng lặng. Trời ơi, được có 2-3 con à. Cua không? Cua không. Mới rồi, lúc rồi vừa làm lũ đó, đâu có văng lưới mà đây được đâu. Có vô hầm anh văng thử, trời được có mấy con. Cá nó không vô. Giờ nhóc đâu á? Giờ cá đóng à, lục bình giống như cá nhóc à. Để có tôm đó. Tôm nhóc. Ừ. Trời ơi, một cặp luôn. Gần Tết cái mình xịt cái mình bắt nướng ăn. Trời ơi, rồi rồi. Như đây là dính lưới lại hay gì đó. Nó thấy lọ ngược lại. Mẹ cái mắt tao quỷ nó sướng hoài. Lưới này nó dễ sướng. Đó, dính lại đó. Gọi giống luôn hả? Trời ơi, mới thấy trắng trắng dính lại mà. Đó. Cái này dễ dính lắm. Cái dính thì nó hay. Cái hoa này bắt đầu lục bình rồi. Kìa lú đậu con nữa kìa. Dẫn cá bự. Quá trời cái trận thâm lưới này chứ. Dân lưới neo cũng gặp mà lưới thả lưới cao dinh cũng gặp mà dân câu cũng gặp như còn con với nã hà neo nên theo đèn đấy chứ chắc kẹp mà mờ áo áo chơi quay điện thoại chứ không quay cái máy của nó hả? Không, không quay điện thoại, điện thoại nó tiện. Phải
quá trời cá rồi bạn ơi, xin lỗi chịu không nổi chặng này rồi, cũ có sủ nữa. Ở đây không sợ đói ha. Xuyên đâu sợ đói thiệt, không giàu thiệt nhưng cái không sợ đói, cần chịu khó chút là cá mắm nhóc. Cá ăn chỉ về chùa chủ yếu gạo với mắm à. Nhóc luôn. Giờ trời đẹp ghê không, nó rất quá đẹp luôn bạn coi nè. Này cảnh đẹp trúng cá luôn. Quá trời đẹp cảnh. Nhất là dưới mặt nước còn coi nó rực á, nhìn đẹp không? Nhất sẫm gì hơn mà. Đó, mè dính luôn. Ừ gì chịu nổi thiệt chứ. Dính được nhiều. Ở đây còn ít anh chứ, hồi 3 năm trước mấy em thả lưới cái mà dinh lưới 7 này nè, dính mấy mày trắng 12 13 kg hoài vậy. Chỉ có năm rồi năm nay á. Kỳ 3 năm về trước thả lưới cái mà dinh này thả mấy lần là bợ con rồi. Ờ vậy anh ủng ủng đó, nhảy ầm ầm á, nó bị thì nó cái mà trắng cho nó bự thì sợ. Còn 10 mấy kg. 5 16 kg. Nó nhờ cái đầu, khúc đầu nó nấu lẩu gì khỏi chê, sụm béo ngay. Mà cá đó bự anh mới ăn ngon, chứ cá nhỏ ăn xương dữ lắm, nó cũng như mày dinh nè, xương bà có luôn á. Chủ yếu mà cá rất loại 3, 2, 1, 2 kg là đa số tao mua tao nào trả không. Lớn giờ bán thịt ăn được. Đó, trời ơi mạnh kìa, mạnh như đèn chứ, làm giật mình. Mày dinh. Cũng gần mà 240 m cũng mau. Này cá dính từ đầu lưới cuối lưới thiệt chứ. Dính đều gan luôn. Còn mấy lần trước mấy anh em mình thả đôi khi nó dính nửa tay lưới bạn, tức là đi theo lạch á. Dính tầm nửa tay là dính nhiều, còn bữa nay lưới dính đều gan luôn. Có gì gì đâu, là gai là gai. Cá gì hết cá rồi. Gà năm nay nước lũ về nhiều cá nhiều mới đúng chứ, phải không? Nhưng mình tại dạng cá dạng cũng ít. Trên gà năm nay nước lũ về nhiều cá, để gà nó phải nhiều dữ lắm. Về tới đây là bị chết biết nhiều. Con chạy qua biết bao nhiêu con đòn à. Từ ở trên tôi rút trên Campuchia mà chạy dài vậy đây thôi. Ờ chưa nói miên. Miên thì nó không thông minh bằng mình. Bắt thánh thần lên. Con cá bỏ lọt về tới đây là nó hú hồn rồi sống. Cái dùng biển hồ vậy. Ủa, sân ca luôn. Cá ít. Với lại nó tặng ca thì trên đó giờ từ lúc mà xây cái đập thủy điện á là tới giờ thua. Mình nhờ cái nguồn cá trên biển hồ nó về mà xây cái đập thủy điện Campuchia đó rồi luôn. Cái chạy đập ha. Cái đó không khỏe ha, khỏi tốn tiền. Ký ký lô là 10 mấy cái. Ủa cái chờ chục cái, ký chục cái. Mấy ngàn mua vậy chị đi ở bên chị giờ mất tiền. Chị giờ 60.000. Hồi nãy giờ cá tóp nhiều ghê chạy. Còn lại 3 trái nữa. Phao đầu. Ô mày dẫn rồi cho hai con luôn kìa. Trời chào bá bình luôn mọi người. Con dinh con dảnh con bự kìa. Mặt cái hai
Ồ, lại là sơn ca nữa. Sơn ca các bạn coi coi đã ra, con nào nấy xứng đáng, bự bự luôn. Cái sơn này nó dữ lắm luôn bây giờ. Nghe nói cá này bên cồn Bình Thạnh bên Cam phải không? Cá dân do phải không? Hai bàn ngón tay dữ lắm không? Mấy ngào cá, mấy ngào mà nhỏ nhỏ, những nước chảy vô ra. Trời ơi, đúng không? Còn tới hết nước giật nó cũng ra sông này nè. Nó lại lại là cá sơn nữa. Sơn thả được kilo kiếm 100 ngàn. Mấy sơn này chắc khoảng 20 con gì phải không? Khoảng 20 con là vô ký. Lớn vậy hả? 15-20 con là vô ký. Cái này bố ăn ngày hai cử chạy qua lại hai cử hả? Tắm mưa chuẩn bị kết thúc chương trình đó, lại là dánh không nhận khúc bên này dính cá bự hơn bên kia nhiều. Chưa đâu. Đây đó kiếm 5 con nữa rồi. 5 con nổi không đây? Đó, 1 con. Thằng cào nó không tới phải không? Em nghĩ là tới đó. Cái đôi chuột thằng Thánh đó thấy ngon lắm á. 2 con không? Cá nào cũng tính hết nha, 2 con à. Cá là phải tính chứ. Ngồi cái nào lại đó dính 3 con cá tớp luôn, cừ lộn ruột nè, đặt chỉ tiêu 5 con nè. Cho anh cao không thua đau luôn nè. Hai con rồi. Đã thua rồi ca cam trời. Đó, 3 con rồi nha. Lấy cái đồ chuột thằng Thánh kìa. Cái đồ chuột thằng Thánh nó mới ghê gớm á. Cái dẫn chứng đáng được chưa? Con nữa hết lứa rồi. Đâu chuột thằng Thánh không lẽ không có hốt con nào trời. Trời ơi, thôi đại ca cam rồi bạn ơi. Bữa nay cái đôi chuột hết thằng Thánh rồi. Ôi, về luôn. Gỡ cá xong trời vừa sụp tối luôn. Qua trời chặn lưới này. À, giờ anh cam chạy về bệnh. Trời ơi, tao mời cá gì mày mốt tao kiếm tà lứa cho qua đây cho cá ăn xong bắt đầu tao rảnh thả chơi. Dạ anh em mình rút quân vậy bạn ơi, tính ra lâu lắm rồi mới trúng được mẹ cá kinh khủng vậy đó. Quá trời cá hôm nay. Còn trời đẹp quá, phái quay hoài luôn á. Bữa nay anh em mình cũng nghi lắm mà nước ngon quá trời. Chứ thường mình thả lưới cái mì dinh buổi chiều nè, sẩm tối nè, tỷ lệ nó dính lắm. Mà mấy bạn mà thả trời nắng là như thua, cá đi sát thằng đáy. Mát trời bắt đầu nó đi từng lửng lên. Tại lưới này lưới mình thả từng lửng mà. Bởi vì thường là chúng là vậy. Quay vụ mình nè. Quá đều lưới chân từ đầu lưới này tới cái cuối lưới luôn á là nó dính đều gan, chứng tỏ cá đi ăn mạnh á. Còn thường ngày nếu mà cá không đi ăn mạnh là lâu lâu dính 2 con, cái đó là cá không đi ăn. Còn bữa nay là dính đều gan hết trơn, chứng tỏ cá đi ăn mạnh. Về tới bến tập kết. Bà ba giang hồ công nhận bà hay thiệt chứ. Bà canh đúng lúc anh em mình về luôn. Bà canh cá trả luôn đó. Thứ gì chịu nổi với bà ba không? Quá trời cá luôn bà Nương ơi.
Vẫn chơi mà bà. Ha ha. Trời ơi, bữa nay cá đầy đục luôn bà. Mặn luôn không bà? Mặn không? Ây da. Ây da. Mặn luôn không? Để em cổ uống súc lên luôn. Là chủ thu mua cá hết ở sông Tiền. Thu mua cá chả. Ghê chưa? Ghê chưa? Thu mua cá chả hết sông Tiền. Đó. Bạn nào có mối mang gì đó cần bán cá mì rảnh mà Vinh cứ kéo lại bà ba bán cho cô ba giang hồ này. Giá cả phải chăng? Thương lượng. Mở cá top đã kìa. Chết kìa. Lấy đồ đậy nè. Ấy, trời ơi, phóng ra hết con rồi. Đó, trời ơi, trời nó phóng kìa. Dập giấy luôn. Qua vài cá bạn ơi. Gì đâu mà thấy ham gì chứ. Ý là ai bộ ấy nó ham. Thì chảy hả? Ồ, ông ca không đu thì không coi hả? Ừ, cá dính nhiều quá ông mà ông đu thì không coi hết lứ luôn mà. À, chị thấy gỡ rồi. Thấy gỡ lâu biết chúng mà đặt về hỏi bể đầu hả? Trời ơi. Là chúng gì vậy rồi nó bể đầu. Như nào được. Ừ. Nay chắc nghe 7 kg giáp được à. Hôm nay nói chung ra phải gần cuối lưới nhiều á, cá nó bự. Dính đâu bên đây. Dính đều lưới trơn luôn á. Nhưng mà phía bên đây thì cá nó bự hơn. Bữa nào làm cái vợt nhỏ nó xúc cho mau. Ê cho anh cái. Ê rồi. Ừ hên nó phóng vô xuồng đó. Dạ nó phóng thì phóng. Nhưng mà Vinh là nói gì nó có độ phóng nên nắm chùm. Mấy bạn nào mà dở trà kiểu hồi xưa sống ở quê nó là dở trà đó, trời mình lấy lưới ngoài mình bao ngoài đó, trời nó phóng dính nhìn con nó dính cái kỳ ở trên đó, nó treo tủng tẳng vậy đó. Rồi, ồ thấy không? Nặng không? Nặng. Tôi đón 7 kg đó mà coi thử coi. 30 kg không? Ủa 30 kg. Em đó là 7 kg hơn đó. Không biết sao à. Mới đầu thì nghĩ là khoảng kéo lưới thì nói là khoảng 5 kg, nhưng mà từ từ bắt đầu thấy nó dính đều lên nghĩ chắc 7 kg á. Ê quay phim không có chữ thề nha. 8 kg. Còn 7 kg gửi. Còn lại 7 kg gửi cái sọt nửa ký. Rồi rồi, không chưa tính cái mớ cái tóp nữa ha. Phải không? Đây. Đó là để ba xử đẹp đó nè. 8 kg. 8 kg. Ồ nè bà ô coi nhìn cái sọt cá ấn ốc chưa mân mởn được mấy cá Vinh bự bự nữa nặng ký. Ê đó. Mất đền á. Điên khoanh hay ghê không mà nếu có phóng cũng phóng cho bèm cũ chứ đâu mà mà cụ bà là đúng rồi để không để lần sau cũ có sổ xuất bè cá mà bùa bắt trả lại bà. Thôi dễ đụng điện thoại thôi. Phóng vô điện thoại đó. Phóng vô đó. Có dễ gì đại ca. Trời ơi, tôi giữ mà. Nhìn từ gỗ cá từ rối không. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Mớ cá tớp này để dành chiên trộn với gỏi ăn khỏi chê. Đây còn gọi là cá đu ma. Cá xương cũng là nó. Nhiều tên gọi lắm. Rồi, chào ở nhà nha. Hẹn bạn clip sau ha. Bữa nay kết quả quá ngon lành. Cái đúng mà. Bye.